Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 3 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập bài 26 Robot ở quanh ta. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1. Trong những câu thơ câu văn dưới đây, dấu hai chấm dùng để làm gì? Câu A: Cá vui mưa trên sông, sông vui đò vào bến, bến vui ở cạnh trường, trường vui đông bé đến. Tác giả Phạm Hổ. Rồi, trước hết là dấu hai chấm ở trong đoạn thơ này có tác dụng là dùng để làm gì? Chúng ta thấy này, cá vui hai chấm. Vì sao cá vui? Giải thích là do mưa trên sông. Sông vui hai chấm giải thích là do đò vào bến. Bến vui hai chấm giải thích là do bến ở cạnh trường. Trường vui là do đông bé đến. Như vậy, dấu hai chấm ở trong đoạn thơ này là báo hiệu bộ phận câu đứng sau là phần giải thích. Được chưa? Bộ phận câu đứng sau dấu hai chấm này nó chính là cái phần giải thích cho bộ phận đứng trước. Giải thích vì sao cá vui, vì sao sông vui, vì sao bến vui và vì sao trường vui. B. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra, hai chấm. Cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ, dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi, Nguyễn Thế Hội. Rồi, dấu hai chấm ở đây có tác dụng gì? Có tác dụng báo hiệu bộ phận câu đứng sau là phần liệt kê. Cụ thể là liệt kê những cảnh tuyệt đẹp của đất nước. Đó là cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ. Và khi liệt kê thì chúng ta dùng dấu phẩy để phân tách. Dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Rồi tiếp theo là các em sang câu C. Đảo hiện lên rực rỡ, núc vầng đông bắt đầu tỏa ánh sáng. Sắc xanh nhô lên mịn màng, chim bay vút lên. Khoe trăm màu áo đan chéo nhau trong không trung, nâu trắng mun vàng xám tím biếc, vân vân. Võ Văn Trực. Thì dấu hai chấm ở đây là để báo hiệu bộ phận câu đứng sau là phần liệt kê. Cụ thể là liệt kê những màu sắc, đó là nâu trắng mun vàng xám tím biếc, được chưa? Chim bay vút lên khoe trăm màu áo, đó là những màu áo nào? Liệt kê này, nâu trắng mun vàng xám tím biếc. Rồi, như vậy là dấu hai chấm trong đoạn văn này có tác dụng là báo hiệu bộ phận câu đứng sau là phần liệt kê. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2, điền dấu hai chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống trong đoạn văn dưới đây. Mèo Moon có sở thích đặc biệt. Sở thích đặc biệt đó là sở thích nào? Đó là sở thích ăn cá. Vậy các em phải dùng dấu hai chấm ở đây. Nó báo hiệu cái phần câu đứng sau nó chính là cái phần giải thích. Mèo Moon có sở thích đặc biệt. Sở thích đó là sở thích ăn cá. Thấy chưa? Hai chấm, giải thích là ăn cá. Thế là mèo mẹ mua về cho Moon ít cá tươi. Rồi, một con cá rô, hai con cá diếc. Như vậy ở đây chúng ta phải dùng dấu hai chấm để báo hiệu phần câu đứng sau nó chính là cái phần liệt kê. Được chưa? Liệt kê. Mẹ mua về cho Moon ít cá tươi. Hai chấm liệt kê, một con cá rô, hai con cá diếc. Mẹ nướng cá lên, Moon vui lắm. Vừa ăn, chú vừa luôn miệng khen cá giòn, thơm và ngọt quá. Chỗ này các em phải dùng dấu phẩy đúng không? Khi liệt kê, chúng ta phải dùng dấu phẩy để phân tách. Cá giòn này, phẩy này, thơm này và ngọt quá. Và chú cũng không quên một việc quen thuộc. Đó là việc nào? Các em dùng hai chấm giải thích. Nói lời cảm ơn mẹ. Theo Nguyễn Hữu Đạt. Rồi, vì sao em chọn dấu câu đó? Thì các em có thể trả lời ngắn gọn như sau. Sau cái từ đặc biệt này và sau cái từ quen thuộc này, nó chính là phần giải thích. Vì vậy các em dùng dấu hai chấm. Tiếp theo là sau cái từ cá tươi này, nó chính là cái phần liệt kê. Vì vậy chỗ này các em dùng dấu hai chấm. Được chưa? Còn cái dấu phẩy này, vì sao chúng ta dùng dấu phẩy? Bởi vì là cá giòn này, thơm. Đây là cái phần liệt kê, cho nên khi liệt kê các em phải dùng dấu phẩy để phân tách. Được chưa? Là phần liệt kê nên dùng dấu phẩy.
Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Viết tiếp để hoàn thành các câu dưới đây. A. Robot được tạo ra để làm gì? Rồi các em dựa vào bài đọc thì chúng ta biết là robot được tạo ra để giúp chúng ta những việc thường ngày như là rửa bát, quét nhà, bán hàng, vân vân. Ở đây các em dùng hai dấu hai chấm để báo hiệu. Phần câu đứng sau là phần liệt kê. Rửa bát, quét nhà, bán hàng. B. Trai tráng khắp Hy Lạp đổ về thành phố Olympia để thi chạy, nhảy, bắn cung, đua ngựa, ném đá, ném lao, đấu vật, vân vân. C. Chúng ta cần học ngoại ngữ để làm gì? Theo em chúng ta cần học ngoại ngữ để làm gì? Để giao tiếp này, trước hết là để giao tiếp. Chúng ta biết ngoại ngữ thì khi giao tiếp với người nước ngoài chúng ta mới biết họ nói gì và chúng ta muốn nói với họ điều gì. Rồi, chúng ta cần học ngoại ngữ để giao tiếp, để học tập và cũng là để khám phá thế giới. Bài tập số 4, đặt và trả lời câu hỏi để làm gì? Mẫu, chúng ta tập thể dục, thể thao để làm gì? Trả lời, chúng ta tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe. Rồi theo mẫu thì các em có thể đặt những câu khác như là chúng ta bỏ rác vào thùng rác để làm gì? Chúng ta bỏ rác vào thùng rác để giữ gìn vệ sinh môi trường. Chúng ta đeo khẩu trang để làm gì? Chúng ta đeo khẩu trang để phòng dịch. Bài tập số 5. Đọc bài robot đang đến gần cuộc sống hoặc tìm đọc bài văn, bài thơ về đồ vật thông minh. Giúp con người trong công việc và viết thông tin vào phiếu đọc sách. Rồi các em có thể tìm trên mạng, tìm trên sách báo hoặc là tìm trong sách giáo khoa. Bài văn, bài thơ viết về đồ vật thông minh giúp con người trong công việc hàng ngày. Hoặc là các em tham khảo bài đọc robot đang đến gần cuộc sống. Rồi các em có thể tham khảo bài đọc này. Thì tên bài là Robot đang đến gần cuộc sống. Tác giả là Huy Bình. Ngày đọc thì các em đọc ngày tháng năm nào các em viết vào đây. Tên bài là Robot đang đến gần cuộc sống. Tác giả là Huy Bình. Tên và công dụng của đồ vật. Tên là Robot. Công dụng là giúp con người làm việc. Thông tin thú vị đối với em. Rồi sau khi đọc bài này thì các em nắm được những thông tin thú vị nào? Thầy giáo ví dụ như là robot rất kiên nhẫn này. Robot cũng giống như con người, biết kiên nhẫn đúng không? Khiến các học sinh ngại ngùng khi đặt câu hỏi này. Điều em muốn biết thêm. Điều em muốn biết thêm về robot là gì thì các em viết vào đây. Thầy giáo ví dụ như là tuổi thọ của robot như thế nào, đúng không? Hoặc là robot có tình cảm giống con người không? Mức độ yêu thích thì các em có thể đánh giá là 3 sao, 4 sao hoặc 5 sao, tùy vào mức độ yêu thích của mỗi em. Rồi bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.